Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế để trong phát triển nông nghiệp, nhiều thanh niên tại tỉnh Đắk Lắk đã liên kết cùng nhau hình thành tổ hợp tác, cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, cùng nhau phát triển. Từ những mô hình nuôi ốc nhồi riêng lẻ ban đầu, 14 thanh niên nuôi ốc nhồi ở huyện Buôn Đôn đã liên kết thành lập tổ hợp tác nuôi ốc nhồi. Vẫn ao nuôi của mỗi người, nhưng người thì cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật, người thì phát triển thị trường, thông tin sản phẩm, vân vân. Cứ thế đến nay, tổ hợp tác đã mở rộng hơn 3 hectare ao nuôi. Chất lượng sản phẩm ngày một nâng cao, uy tín thương hiệu sản phẩm cũng ngày càng được biết đến và thu mua ổn định. Thu nhập thành viên cũng ổn định và ngày càng nâng cao. Mình thấy thị trường nó khan hiếm, không đủ hàng cung cấp nên là em mở rộng. Rồi hợp tác xem mấy bạn mà có ao hồ bò hon nè chị. Là mình cứ chăn nuôi, thả giống mình chăn nuôi. Bữa nay lượng giống bên em cũng nhiều rồi. Từ sự hỗ trợ của huyện đoàn Chư Mờ Ga, tháng 3 năm 2023, Tổ hợp tác thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tại xã Ehờ Đinh được thành lập với mô hình nuôi dê thương phẩm. Người có đất trồng cỏ, người có vốn, người có kỹ thuật, kinh nghiệm, vân vân cùng hỗ trợ nhau đã dần đưa việc nuôi dê trở nên tập trung, chuyên nghiệp, hiệu quả. Anh em thành lập tổ hợp tác thì có thể hỗ trợ công việc lẫn nhau. Ví dụ như người này bận thì có người kia phụ giúp là một phần rồi. Anh em mình nuôi số lượng thì cũng rất là tiện lợi. Hiện toàn tỉnh có khoảng 50 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh có sẵn của địa phương. Những tổ hợp tác này đang góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, khơi dậy sức trẻ trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.